Đạo diễn từng đoạt giải nhất phim tài liệu châu Á làm phim về Hà Nội. Đạo diễn Đào Thanh Hưng, người quen thuộc với Độc Giả Học Trò, Hoa Học Trò. Những năm 90, với bút danh là Còn Là, sẽ làm phim về Hà Nội với độ dài là 40 tập. Để chào mừng kỷ niệm 75 giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 54 và mùng 10 tháng 10 năm 2024. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã khởi động buổi casting tuyển diễn viên để tìm kiếm những gương mặt tiềm năng cho dự án phim Vì Tình Yêu Hà Nội, với phần 1 là Hà Nội Trong Mắt Em. Bộ phim thì có 40 tập kể về một câu chuyện về cô gái, 5 cô gái, mỗi người mang một tính cách và nét đẹp riêng, nhưng đều chung một tình yêu mãnh liệt với Hà Nội. Các nhân vật vật đã vô tình hình thành những cái mối quan hệ phức tạp, những tình huống đầy bất ngờ, hài hước và lãng mạn. Bộ phim mở ra một Hà Nội mới mẻ, phản ảnh sự phát triển và đổi thay của thành phố qua từng góc nhìn chân thực. Hà Nội Trong Mắt Em sẽ tận dụng những cảnh đẹp nổi tiếng Hà Nội như cầu Long Biên, Hoàn Kiếm, tạo lên những cái thước phim lãng mạn và đầy cảm xúc. Khán giả sẽ được trải nghiệm một Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại qua góc nhìn điện ảnh. Đạo diễn Đào Thanh Hưng sẽ đảm nhiệm đà dàn dựng bộ phim. Đây là gương mặt tài năng đã có nhiều phim ngắn đoạt giải thưởng và quen thuộc với độc giả báo Hoa Học Trò những năm 90 với bút danh là Còn Là. Đào Thanh Hưng từng đoạt giải nhất châu Á cho dự án phim tài liệu tiếng hát sau những trận chấn sóng tại Hàn Quốc. Hai bộ phim của anh là Người Mẹ Trẻ Trên Đỉnh và Thử Thai. Năm 2023, anh được Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam trao tặng bằng khen dự án phim E910 Giảng Đường Trên Mây phần 1 và phần 2 bởi những cái tác động tích cực tới giới trẻ trong cái nhìn nhận về ngành đào tạo phi công chiến đấu. Theo tiết lộ của ekip sản xuất, có mặt trong bộ phim còn nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú cùng nhiều diễn viên có tên tuổi khác. Tuy nhiên, nhà sản xuất vẫn mong muốn tìm thêm những gương mặt mới cho các tác phẩm của mình. Nhà sản xuất đang tìm kiếm diễn viên nam và nữ từ 9 đến 45 tuổi, là diễn viên chuyên nghiệp hoặc không chuyên nhưng có khả năng diễn xuất và khao khát tỏa sáng mình trên màn ảnh. Những người yêu nghệ thuật có thể đăng ký casting qua những hình thức online, nếu vượt qua vòng này sẽ tiếp tục tham gia vòng trực tiếp ngày 9 tháng 7 tới.